Xin chào các bạn, ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin thì những việc ví dụ như là các bạn học online này, họp online hay còn gọi là học trực tuyến nó đang vô cùng phát triển. Hoặc là những ứng dụng ví dụ để giúp các bạn có thể chat, video call như là Facebook, Zalo hoặc là Skype chắc hẳn nhiều người không còn xa lạ gì nữa rồi. Và để làm được những công việc trên thì các bạn phải cần thiết cho mình đến một chiếc webcam. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc webcam có tên là C270 đến từ nhà sản xuất Logitech. Và với chiếc webcam này thì sẽ giúp các bạn có thể truyền tải hình ảnh cũng như là thông điệp của mình tới người khác một cách dễ dàng. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiếc C720 của Logitech này nó làm được những gì cho chúng ta nhé. Vâng, và đây là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, chiếc webcam C270 nhà sản xuất Logitech. Đây các bạn có thể nhìn thấy kích thước của nó thì vô cùng nhỏ. Cái chiều dài này của nó thì nó chỉ khoảng tầm hơn 5cm một chút thôi. Đó. Ở đây thì sẽ có cho chúng ta thêm một chiếc gá kẹp. Thì với chiếc gá kẹp này các bạn có thể kẹp vào những màn hình máy tính này, hoặc là các bạn có thể kẹp lên những chiếc laptop đều được. Và chúng ta có thêm một chiếc một đoạn dây cáp nối để giúp các bạn có thể nối vào máy tính hoặc cũng như là laptop. Thì cái đoạn dây này thì nó dài khoảng tầm 1m2, các bạn có thể sử dụng thoải mái. Ở trên đây nhà sản xuất có đưa ra một thông số, đó chính là chiếc webcam này của chúng ta có thể truyền tải được chất lượng hình ảnh nó lên tới 720 HD và độ phân giải là 720 và 30 fps. Và ngoài với chức năng đó là truyền tải hình ảnh ra thì Logitech C270 còn có một chiếc mic nhỏ ở phần cạnh cam này để giúp các bạn có thể truyền tải được cả âm thanh lẫn hình ảnh. Và với chiếc webcam này nó rất là phù hợp trong trường hợp các bạn đang là một YouTuber hoặc là một streamer chuyên livestream về game gủng các thứ đấy, thì chiếc webcam này vô cùng phù hợp. Và sơ qua chiếc webcam này nó chỉ có vậy thôi, nó rất là đơn giản. Cách dùng thì nó như thế nào thì ngay sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng luôn. Và cách sử dụng của nó thì nó cũng đơn giản không kém. Các bạn hãy theo dõi nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt chiếc cam Logitech C270 này lên trên màn hình máy tính của chúng ta. Cách lắp đặt của nó thì đơn giản lắm, các bạn hãy làm theo mình nhé. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ cho phần cam này lên trên đầu của chiếc màn hình của chúng ta. Ở phần gá kẹp đằng sau các bạn cứ mở hết cỡ ra nhé, mở như vậy, như mình. Rồi, sau đó chúng ta đặt cái cam Logitech lên trên phần màn hình máy tính ở trước mặt mình như này. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cái phần kẹp màn hình này hết cỡ. Chúng ta sẽ đẩy sát vào với thân mặt sau của màn hình máy tính. Đó, như vậy là được. Các bạn có thể điều chỉnh tùy từng góc độ khác nhau nhé. Các bạn muốn đẩy trái, đẩy phải gì thì tùy là mình. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cổng USB. Thì cổng này là cổng USB 2.0. Thì các bạn sẽ gắn ở trên phần cây máy tính. Và khi chúng ta cắm USB vào trên máy tính thì phần mềm máy tính nó sẽ tự động cài đặt driver của chiếc cam Logitech này. Còn trong trường hợp nếu như mà máy tính của các bạn không tự cài đặt thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link ở trên tờ giấy này. Nó đi kèm theo bộ cam Logitech của chúng ta. Ở đây thì nó là website của logitech.com này, /support/C270. Đó, các bạn cứ truy cập vào đường link này và tải cái phần cài đặt driver của chiếc cam này là các bạn sử dụng được luôn. Nhưng mà thông thường như mình đây, mình vừa cắm một phát ăn ngay là dùng được trực tiếp luôn, không phải cài đặt thêm một cái gì nữa. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc cam này ở trên máy tính bằng những phần mềm ví dụ như là OBS để livestream. OBS là một cái phần mềm mà rất được các bạn streamer, YouTuber dùng để livestream cho mọi người. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc cam Logitech C270 này với phần mềm OBS để sử dụng để livestream. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc cam Logitech này với phần mềm OBS. Đầu tiên thì các bạn hãy tải cho mình một phần mềm có tên là OBS Studio ở đây. Đó, mình đã tải sẵn và cài đặt rồi. Tải và cài đặt nó cũng vô cùng đơn giản thôi, cứ lên mạng search OBS Studio và các bạn tải và cài đặt. Cài đặt bằng cách thì cứ nách. Đó. Rồi ở trên phần mềm của chúng ta đây, các bạn nhìn thấy cái giao diện của phần mềm này. Đó. Thì ở đây các bạn chỉ tập trung cho mình ở dưới đây. Thứ nhất đó là phần chuột này.
Ở phần suộng này thì nó có một cái biểu tượng dấu cộng. Đó, biểu tượng dấu cộng này ở đây thì nó sổ ra rất là nhiều những cái ứng dụng khác nhau. Thì ở đây thì chúng ta đang kết nối giữa cam với phần mềm. Thì các bạn tích vào phần video capture file. Đó, vào đây. Rồi, nó sẽ ra cái này và các bạn ấn OK. Rồi, chúng ta OK. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy này. Nó đã áp ra hình của mình. Đó. Ở đây thì mình sẽ chỉ có hướng dẫn các bạn cách kết nối giữa Cam Logitech với lại phần mềm OBS thôi. Còn cách live stream như thế nào thì cái này thì mình sẽ làm một clip sau. Bởi vì cách live stream, ví dụ như các bạn chơi game hoặc là live stream gì đó trên OBS này, nó hơi phức tạp một chút. Nó không đơn giản như cách các bạn sử dụng live stream trực tiếp trên Facebook. Đó. Đối với OBS nó là như vậy. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Còn đối với Facebook thì sao? OK, đây thì mình sẽ test thử với Facebook luôn. Đây. Chúng ta sẽ vào video trực tiếp. Đó. Ở đây thì nó sẽ ra một số những cái phần cài đặt, ví dụ như là cài đặt camera này. Ở đây. Ở đây là phần thiết lập này, nó sẽ có luôn hiển thị Logitech C270, nó nhận luôn. Đó. Đây các bạn nhìn thấy. Đó. Hình ảnh rất là sắc nét đúng không ạ? Full HD. À xin lỗi, nó chỉ là HD thôi. Đó. Độ trễ của nó thì nó sẽ vô cùng thấp ở đây. Tuy nó sẽ không bắt trực tiếp luôn nhưng mà độ trễ của nó sẽ giúp các bạn cảm giác như là nó không trễ nhiều hơn so trong trường hợp mà chúng ta sẽ trực tiếp. Đó. Mình thấy nó khá nét. OK. Đó. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu tới quý vị và các bạn là sản phẩm Cam Logitech C270. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm này thì các bạn có thể click trực tiếp vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.